Rồi đó, stream mình đó. Mình coi Thành, coi được chưa Thành? Nó đưa nè. Nó hiện rồi. Offline 7 minutes ago. Ờ, giờ được, từ từ. Để em coi lại. Rồi, offline 7, rồi, được rồi đó. Ờ, giờ được, từ từ. Để em coi lại. Rồi, offline xem, gọi được rồi đó. Rồi, nghe tiếng rồi đó. Rồi, dạ. Rồi, dạ, rồi. Rồi, lứt được chưa? Hả? Chưa, dạ, vô ha. Lứt cái gì mà lứt, tao đi trái cái. Gì gì đái ba, vô rồi. Cái gì? Vô rồi đó. Được rồi. Rồi, nhịn đi. Tụi bay. Gì đái ba, vô rồi. Giết tụi bay. Cái vậy? Vô rồi đó. Rồi, nhịn đi. Muốn hét tụi bay. Nó được kỹ thề nè. Chắc là cái gì mà số lỗ quý chúng ta nói anh không coi live stream nữa. Ai coi? Em này được nè. Bắn diệt đích đi. Quậy quậy. Nay live tới khi nào Việt Nam đá nha? Việt Nam 12 giờ đá này. 6 tiếng nữa. Ai bảo cái gì vô tôi quên rồi hả? Ok. Capture device à? Ai biết, mình bỏ đi. Xuống đây này, thôi, xuống đây. Xuống đây, tao xuống đây là Thành, xuống đây nè. Mày hiểu ý tao đấy. Xuống đây em có thằng Khánh nè. Xuống. Xuống thì mới nhà kho được á. I'm flying the beat. Yeah, two, three. Bây giờ chắc có cái rồi. Anh phải nói để mất chữ sinh chứ. Đang lại xin. I want to be back in the room. Restroom. Restroom, nghe nó thơm hơn mấy anh. Ơi. SPD nè. Mới vô có giáp 3 luôn nè. Mới vô có cặp 3 luôn. Ờ, first kit nè. Mới giờ có hồ lô luôn, có cái chảo luôn nè. Ok, chảo đi tán được. No, S mà. Thôi chỉ hết cái chảo thôi. Má mới giờ không có nón luôn nè. Bài. Nó bể cái đầu nè. Không được, làm gì ơi. Bớt chữ thề giùm cái. Không mấy cút nịt. Kế xuống kìa. Ok, there you go. Ok. Đây, cái bổ luôn nè. Ờ. Ấy. Drop. Cho bo đi he. Đó hai cái bổ luôn nè. Cho em cái gì? Để con cái nón nó bắn bể cái đầu nè. Không có đạn ra phù nghe. Có nhiều cái chảo nó ảo, nhìn tướng lụm được mà lụm không được. Vậy nhà này em thấy chưa? Ủa, nhà ba tầng ít đồ quá. Có 2 cái S4 luôn nè, gần lúc mới cầm cả 5 tướng nè. Ê, đưa cái S4 đây. Đưa cái S4 đi, con S4 chắc. Ồ, tao xin trước nè. Tao mua nằm tụi bay. Ba chị em có nào coi không? Ai biết đâu à. Không. Mày ước chứ. Coi đi mày. Một người coi nào làm đẹp coi á. Không ai nói thôi. Anh đi ơi, có xuống trường không chị em anh đi. Không, đó, anh rắc rồi. Ủa thằng mình lút nhà này chưa? Ồ, lút rồi. Mấy thằng này rồi. Mở cửa ra đi vô, không biết đóng lại hả? Ôi, có thằng kìa. Ơi hả? Có thằng đây nè. Nhảy như cái máy điện luôn vậy.
vậy chứ giờ cầm súng bắn ai? Mày, mày, đậu chanh á. Nãy kìa. Ê, mà lướt em nó thôi. Và lướt hai nhỏ nè, bà Thành ơi. Có hàng bên đây nhảy 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 bên đây là đậu xanh đó. Em không có súng trường, bắn sao không được. Bự hả bự? Gì? Con cho em cái súng trường anh gì? Ôi, này không có đồ gì vậy? Gì? Ui, kiểu không có đồ gì nè. Đây là ba, mày đâu ta Thành? Ôi ôi. Này này này, đâu vậy? Cái nào vậy? Trời, mình đi chung hết rồi. Gì ghê ba. Ờ, đằng này không có súng. Tại mày livestream tao mới đẹp, tao ngồi bắn tao đi. Ồ, ông lắc kìa ông ơi. Đúng rồi, chị lắc. Ông lát kìa, ông nói như nguyên vật như rap vậy. Thầy chứ mấy đứa này không có gì luôn á. Mới đầu game mà, hỏi nó có đồ. Ê, có hàng trong bao kìa. What? Trong bao. Nói ít, nói ít. Nó bị lắc chưa? Sao hết rồi hả? Ủa, nhìn lộn hả? Anh đi anh có đồ rồi cho em đi anh đi. Ai hi nhìn lộn. Kiếm cái nón. Để đi bám anh. Ê, ai có đạn... sniper không? Kiếm cái nón. Nhảy, yeah, nhảy. Hay quá thật ơi, mày dùng cái F4 lại thật. Hay quá. Ôi, cho em F4 nha, có F4 rồi. Đây là 3. Bộ tay. Đây nè. Có 14 viên đạn sniper à, cho anh xin miếng ơi. Tao nói đây nè. Ai chứ xin viên mấy viên đạn sniper ơi, có ai có không? Còn như cái F4 nè. Đưa đây. Nhưng mà em đâu xuống trường đâu. Đây. Làm nó đi. Đưa đây. Mấy phố mình bắn rồi. Lồn lên xe nè. Cô hồn mẹ đứng xa tầm 80 mét rồi chạy bộ rồi tôi đưa ha. Cởi đây. Ra đi, ờ, tao lại. Ủa lúc này vết đồ mấy này chơi nè. Dạ hết rồi, pin hết rồi. Đi hồi tới chỗ đưa X4 nè. Nè, bà đã có nón nè. Anh ấy bắn bởi cái đầu này, bởi nhà luôn kìa nè. Còn thằng lái gì mày? Chưa bỏ. Má như con rùa vậy. Bớt chữ thầy cưng. Ê cưng. Bớt chữ thầy cưng. Chuyện trên núi rồi. Mà lái mất miếng máu nào tao chửi là đâu nè. Cái nhà người ta cái thằng trên lên rồi lắc luôn. Giật luôn á. Giật à. Lắc rồi giật lắc. Ôi Thành lắc rồi. Ờ. Ờ thôi xuống xe cho tao xuống xe. Cho tao luôn thầy. Cho tao xuống xe. Chào tao xuống xe nè. Cảm ơn. Gần đây, chỗ này có đồ nè. Má ơi, thằng lắc. Ui. Máy mày đậu xanh, livestream gì không biết nữa. Ơi, ý, đạn lên rồi, ý. Chảo luôn. Đây, bước chân. Đâu. Bước chân chả. Mày cửa. Đâu. Rồi ha. Máy gì mày? Như vậy. Mày nghe tiếng bước chân không vậy? Đâu có hiện, nghe hiện đâu. Chạy rồi. Trời. Ơi cái giáp ba. Thành đi. Trả giáp ba tao ơi. Nạn. Ơi. Mày gặp quá gặp. Giáp ba tao đâu? Ủa, nó trả rồi mà, tôi rớt rồi mà sao? Chú ấp đâu, thầy đâu? Đó. Rồi. Anh Kiều. Lấy cắt cổ tự tử. Ê, có đẹp xanh không thắng cho tao vậy? Rồi. Cho mày... Tao cho mày đẹp nhắn rồi. Ừ, cho mày 115 viên đó. Tao bị lặng rồi tao. Ừ, tao còn viên này nhắm á. Ồ. Oh. Ồ. Vậy. Nếu mày bắn xuống đầu là chết nữa rồi. Hay. Ừ, vô ha. Tao có một viên nhất luôn á. Đầu em xây nhờ. Trời, tao bị lắc nhẹ rồi đó. Gì ba. Ủa anh đang like ở trên Facebook hả? Như lắc rồi.
Ủa ông đang like trên Facebook hả? Dạ, anh đang thắng thứ ba mà. Ủa sao không like trên Facebook đi? Vì vậy nè. Cầm nhảy cái máy điện. Lát, đang lát. Ồ. Sao mấy người mạng cùi vậy? Không biết nữa thì sáng giờ nó... Mạng... Phải lát bao chữ mạng cùi đó hả? Hả? Mạng em mía quá. Lúc mà lát, bắt đầu nói mạng cùi đâu. Cậu xanh anh. Ơi nhà mấy nhà này như chưa ăn lút chứ. Còn nguyên á. Ê tiếng chân tiếng chân tiếng chân. Trời ơi boss. Boss rồi nó chạy ra hết hồn trời. Boss rồi nó chạy ra hết hồn luôn á. Hết kit nè. Chính nó quả là cái lắc này. Rồi có xe chết mẹ để con người. À. Con nghe tiếng xe mà. Em không biết cho đó có người không? Không nhà. Ôi, chỗ này có người lút rồi nè. Coi, nhà ba tầng này có người lút rồi. Cửa tự mở. Ừ. Ai quăng rồi? Ở chỗ này nè. Mày hả bưởi. Đậu xe thanh niên đứng cam em như đúng đầu vậy á. Nghe tiếng chân nè. Lên cho con Duyên ngay đầu. Ui, phim ba lô vậy. Có chóp gì chóp vậy. Chóp, chóp này đi không cần. Thôi anh không cần nha cưng. Ờ, cần chứ lộn. Rồi. Tại đây cảm vậy. Từ. Cái cánh cầu nè, cái cầu nè đi. Đây, đây, đây. Ôi giời ơi. Ê, em có bủ cái mình rồi đó, đúng không? Bủ cái à? Thôi em cũng hay mắc đá. Thôi gọi đây đá đi bà. Khỏi chơi gì nữa đó. À. Tới giờ. Ê, mang nó bị giật, ôi. Ê, bác cho em chơi được không? Đang livestream nè. Lên YouTube coi nè. Từ đang bán. Lớp 1 anh ơi. Quê. Ok. Còn 6 thằng nữa. Chưa xong kêu. Thấy nào ông Thành? Thấy thằng con này. Quê từ cái cơ cùng à. Rồi cái xong rồi đi ngang qua thấy hai nào. Anh Duy ông vô lấy đi làm supply. Đây. Chút gì à? Xuống dưới luôn rồi. Đi. Tính kêu anh đi luôn á. Lấy xe đi. Xe rước thằng Thành. Đi, tao nhớ có chiếc xe á. Đi, đợi chứ là. Nếu là đây có chiếc xe. Ừ, em nhớ, ngoài đường á. Rồi em supply đi về. Ok. Đó. À, đây có chiếc xe nè. Ôi, tiếng súng rồi. Dạ, ở đâu vậy? Ông đi đắt đi. Dạ, trời ơi. Trên núi rồi. Thôi xong thôi. Trên núi nhưng mà con chưa thấy đâu hết á. Ây da, cứu gì, chết luôn rồi. Mày đuổi gà. Thằng ơi. Rồi xong rồi, nó móc luôn. Má tình lực luôn, phải mọi người đâu. Thấy không? Đồng hành luôn. Sao vậy? Đi vô ổ đời rồi. Ôi khốn. Đồng hành luôn. Sao vậy? Trên đi vô ổ đời rồi. Ôi khốn. Rồi tắt như vậy, tắt chưa? Chị ấy, chị đi vô ổ đời rồi. Em bỏ đây luôn á. Thành ơi. Ủa xong chưa vậy? Chưa, tự. Ủa sao tiền ông Diêm, ông bỏ tên của ông là gì ta mua quay đi for đời kìa. Ông thấy thôi. Núp cái đầu xuống. Nó bắn mày nát cái đầu bây giờ.
hai thằng quần kia nãy đứng trên kia không thấy đường. Ôi thốn nha, còn 18 thằng á, nó bê chạy núi á, chạy núi á, chạy coi, bấm ad lên coi, ad lên coi một vòng mày. Chắc tao nấp giữa này sao xong tao ngồi mày nấp ngay này mày đâu được, đâu nấp được, chưa con nào đi giữa bo đứng như mày vậy. Ê, coi phim thấy không vui vậy nha. Kìa nó bắn kìa. Chơi trẻ giờ nó sát xanh quá. Bắn nhau đùng đùng. Bảy nồi. Nó bắn nhau nữa kìa. Chơi trẻ giờ nó sát xanh quá. Bắn nhau đùng đùng. Bảy nồi. Ồ, ghê. Kè nó đứng ngay đó nè. Cách vô đi chị ba. Chị ba. Rồi, chơi xong chị ba rồi nè không chị ba. Đó, chị ba không lo coi cái dưới góc cây ở dưới rồi chị ba. Hai góc cây được, không thấy góc cây nào đó ba. Chị ba không giết không kêu à. Không, tại tới hai gốc cây lận bắn luôn rồi. Vô khách. Ok, giờ team team ST vô nhất nha. Ủa gì sao lên bạc rồi? Mới tạo lại ạc hôm qua, còn đồng chưa lên bạc 1. Hôm qua là lên bạc 1 luôn á. À kêu tao lên được bạch kim mà. Sao mới tạo hôm qua được lên bạc luôn á? Tại giạc này mày bắn rồi. Đâu có đâu đó đồ gì đâu. Supply có mở rồi, chưa mở được. Này không có đồ với dân. À kia đồ đẹp không à. Vô gì? Từ gấp gáp gì? Em đi. Không rồi. Hôm nay coi livestream nha. Chờ chút. Trời ơi, lại cho có cũng đỡ. Cho có mình. Ủa phải không Thành? Hả? Như bên Việt Nam là 3 giờ chiều Việt Nam đá phải không? Đâu biết đâu. Tên chết bà ơi. Để tao coi. Sơn... Ở đây nguyên đá nhiều rồi, coi men.
Việt Nam. Thành công ở Khánh Công mày. Anh có gì mạnh. Anh nếu coi. Ở đây nhà đá này. Tomorrow 12 giờ AM. Nhỏ thôi, nhỏ coi, nhưng mà là ngồi cái bên ba coi, coi vui thôi. Để là ngày mai. Quê. Cái này giờ có qua ra hay không? Giờ không biết đường coi luôn à. Billy. Tao đang lên coi mà. Semi Idol Final. Ồ. Chung kết Việt Nam với Uzbekistan. Uzbekistan. Là đúng rồi, 3 giờ trưa bên Việt Nam thì là cỡ 1 giờ sáng bên đây. Phải. 1 với 12 giờ. 12 giờ. 3 giờ trưa bên Việt Nam là bằng 4 giờ bên tàu á. 4 giờ bên gì? Bằng 2 giờ bên tụi bay á. Gì ba? 3 giờ bên Việt Nam mà. 3 giờ bên Việt Nam là bên em là cách 3 tiếng là 12 giờ, bên anh là 2 giờ á, bên anh là 2 giờ sáng á. 12 giờ à, đúng rồi. 3 giờ tàu lao quá mươi. Tao lộn, 3 giờ bên đây mà 1 giờ bên Việt Nam. Thôi. Thôi kìa. Vô nhanh đi. Từ cái lô. Nè, chứ thầy bạn nha. Ủa, cái này để hiện màn hình logo đâu ta? Anh đang làm gì vậy? Stream. Ông stream Facebook hả? Yeah. Ôi. Trên Facebook thôi, có nhiều người chơi thôi. Gì hai bạn anh ơi, gì vậy? Lại hai bạn anh ơi. Tôi mới bước nhìn. Cái gì? Thắng. Ô, Phạm Văn Đức. Việt Nam vô địch. Ai chế ghê vậy? Gấu bự kìa. Sao thằng này em có chuyện chắc tôi trái anh chứ. Hôm nay thì anh cũng có món quà 20 tháng 10 hơi muộn. Nhưng mà anh cũng mong rằng anh sẽ nhận cái món quà này của anh. Sao tôi phải nhận quà của anh? Anh yêu em lâu lắm rồi nhưng mà anh chưa có gì muốn, anh chưa có gì muốn. Bây giờ em đầu mày. Nhưng đi hôm nay cũng... Anh nói anh này chảnh nói gì? Anh nhìn lại mình xem quần áo thì rách dưới. Mặc vui chẳng đó. Như anh chưa like luôn á. Từ từ để coi lại. Chưa thấy nó option này. Nó thông báo. Yeah, cấp thành. Đổi lòng cái gì, cấp thành. Cấp thành là đồ mà đợi dưỡng này. Hát ơi, tê ơi, bê ơi, về nhà thơ ơi, tớ dậu thức giờ này. Oh really? Thất bại việc kia chết người. À, tối nay thức khuya mà. Mình đang gây chung kết ta từng bạn gái. Ngon đâu thấy đâu. Mình thấy. Ủa hôm nay đâu vậy? Facebook kia. Nick nào? Duy Đặng á hả? Ừ. Ủa mày có add friend không chưa ta? Duy Đặng mà. Friend mà sao nó không thấy nó caption lên. Chưa ba, chưa like mà. Anh chưa like. Ủa sao nó không cho thấy nè.
Căng vậy. Lên rồi nè, lên rồi không bay. Không biết, không thấy. Đó lên đó, ok. Lên rồi không bay. Lên đó. Giờ nó mới caption lên. Như có mình em coi luôn á. Vô vô. Ngồi gõ phím thì cọp cọp vậy ba. Nè ngồi gõ phím thì cọp cọp vậy. Tôi á. Ôi giời. Vô. Nè nói gì? Không biết chết luôn rồi. Hello anh Duy. Là đúng không? Ok. Gì? Gì bạn em nói gì? Bùi Tiến Dũng là nô lệ tình dục trang An Sinh Lai Phương Trinh kìa. Bị nó nói đó. Bị ok. Ngon. Trong thời gian chờ đợi. Trong thời gian chờ đợi lên coi Facebook. Con này đẹp nè. Ok, 1.6, ok. Cái gì mà bắn nhau đùng đùng đấy. Chắc đặc tiếng quá. Xuống bị đá vậy. Ủa đi xuống hả? Rồi đó, lên vậy thôi chứ ai nói cái mẹ đó. Con nào vậy? Có tim nào vậy? Kìa con tim mà. Trời ơi, nhìn trai kìa. Oh my goodness. Nhìn trai kìa. Tiến chừng. Rồi tao lắc bánh xác luôn rồi. Em thấy anh là đang đứng. Tiến chừng.
Tiếng chân nào, tiếng chân nào. Ui, lên nhà cao tầng kiếm em anh ơi. Tao bị lắc, tao bị lắc. Mèo ha, đứng. Chết chân nhờ, chết chân gì vậy? Ôi, có tiếng chân này nè. Mày hả bự? Trong nhà nhỏ rồi, Ôi, cứu. Mới giết tao nè. Nó mới giết thằng dưới thằng Khánh, giết chạy quá ha. Đó lên cứu anh gì. Rồi xong Khánh rồi. Ôi, vãi thật. Lên cứu gì? Mẹ kia. Mình cứu Thành nhanh đi. Ừ ba. Để thôi lấy hộp bích kích cái. Trời trời. Không. Không, không ngoài đó, có mình nói à. Nhanh đi. Đấy. Có bị kích nhiều không? Có mấy cái bị kích. Có bích kích à. Được. Vô trong này, đi dưới này. Dạ, thủng quá. Cho đi. Ủa, sao bọn thằng ở đây nghe nào vậy? Ủa, giết nó chưa vậy? Cho anh hồi tim nó ra bắn chết ngắt hết trơn nè. Nghỉ đi cho nhanh. Cho tao hộp nước, bây giờ hộp nước Khánh, mày đừng có luôn. Ok. Kìa kìa kìa, có hàng mày nè kìa. Nè. Nè, mày quăng mày kìa. Fucking bitch. Nè. Chưa kịp loot cái nhà này nữa, Thành loot trơn rồi. Ủa, mày loot hết nhà bao nhiêu bà tầng chưa? Rồi, tao lên tao có loot được. Ok, good. Tao lướt được cái hết ký tao đưa mày luôn á. Lướt chung mà tờ. Mà lại là stream lắc quá, không lại stream được, lắc lắm. Thả đăng clip thì được. Ok, đổi cái này đi. Có đạn rồi. Ê, ai có đạn... đạn sniper. Ai có máu không? Mẹ máu rồi. Tôi có băng đít à. Cho tôi vài bánh đít đi, năm đít rồi, đít tôi không còn gì á. Có hai là khái à. Trời ơi, Khánh trời hết hồn má ơi. Khánh hả? À? Tôi lúc bên này mà. Ủa? Thành, hết hồn. Trời ơi, Khánh, Khánh. Xin lỗi anh, em anh, dở dại mà. Có đang sniper không mày? Bạn sniper không? Không. Tôi còn 4 viên à. Đẹp. Gì đây? Kiện chơi nha. Vậy vậy vậy. Ai vậy? Viên bắn thẳng. Tao không bị tắt viên là thẳng hả? Hả? Nhưng mà tao cũng quay dùng sniper. Cho tao xin miếng. Ok, thank you. Có bơm lượm bơm đi nha. Không được, có lượm bị ăn chửi không? Ok.
có bơm lụm bơm đi vậy sao cần á. Chửi. Ô vô nhà. Ô, tại sao vậy hả? Nó bơm. Nó bơm. Tao bị lắc, tao bị lắc. Mình đang trong bo mà. Mình đang trong bo mà. Bảo Nguyên kìa, cái thằng tên Bảo Nguyên kìa. Trời, Bảo Nguyên ghê vậy. Căn hai rồi. Mẹ, tên Việt Nam mày. Ôi thằng Bảo Nguyên giết luôn kìa. Kinh đấy. Tên mày ghê. Để cho một phá xử lý anh nào đó. Tức đã. Bơm nổ thành bể cái đầu. Rất nguy hiểm. Đẹp trai. Trời, gì vậy? Dạ. Sao lượm nãy giờ lúc này không không thấy mày kiss gì vậy á? Dạ. Yeah. Kệ, cần giữa đường rồi. Thằng mày. Ôi, xong gì mới vừa ra luôn ba. Đã có gì ngoài bằng tích gì vậy? Thằng mày nghèo phải. Hey, there you go, make it. Make it, make it, make it. Xe đâu, xe đâu? Lượm xe anh em ơi. Đi tiếp. Tiếp tục hành trình. Anh đang chờ. Thôi, 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 thôi. Trời, nó lắc quá rồi. Thôi. Ôi, chính chung à, chính chung à. Nhà ba tầng, nhà ba tầng. Nhà ba tầng. Trên, trên. Trên, sang thượng nha. Đi rồi. Thấy nè. Không có X4, có cái này. Không, trên nửa tầng. Có một thằng trên nửa tầng. Rồi, xong. Mấy đồng hả? Mấy đồng em. What the fuck? Khánh đâu vậy? Nó trên nhà mấy tầng, nó sẽ lắm từ chiếc nữa. Tôi nằm dưới mà. Được. Nó hay gì vậy? Chắc hát cái gì vậy? Nó X8 gì đó. Kìa, okay, ra đây chạy kìa. Ôi, có X4 không? Thì bắn đi. Tôi có cái AK. Ủa anh gì có X4 gì không? Alo ma đúp á. Không biết hai à. Nè nó đang chạy nè, hướng chạy hướng sau nè. Sao nè. Mà tôi chết, chỗ tôi chết, cẩn thận nha. Chỗ nó bắn nó đang cầm nó đó. Được rồi. Chắc nó qua lút đòn khá nát. Kìa nhìn hướng sau rồi. Thành hướng sau rồi. Tôi thấy nó chạy rồi. Bảo Nguyên nó ra đi. Hai. Bể đồng. Chân. Ý Khánh, nửa thắng. Khánh hoài bay, nãy giờ hai Khánh mấy lần rồi đó. Nàng á. Bắn đầu. Em mà lấy được đây đúng gì, tụi nó chết bà, nó em. Thôi, cho bắn em, chứ không phải. Thành bị bắn. Chết bà, nó đúng hơn á. Thấy nó đâu vậy? Ồ, thấy à. Ủa mé, nó bị dướng. Bắn đứt con gì vậy hả? Dạ. Nó bắn dự, tôi nói là bắn dự lắm. Dạ. Yeah. Có một hằng bó gì đó, nó bắn. Thành ơi, bắn ơi, cứu tao. Thành ơi. Nhìn Khánh nữa. Thành ơi. Thành, nha Khánh đâu. Đừng nghe. Gì vậy? Cứu gì? Đang cầm nó, đang cầm. Chạy lên ơi. Chạy. Đúng rồi, chạy. Bắn bắn đi. Chạy, nhanh lên. Nhanh lên. Cứu tao. Nó bắn tao rồi à. Cứu. Nó bắn tao á. Không, em nghe tiếng đèn sạc em à. Vậy cứ kìa. You scare me man. Này cũng được thôi, giọt đi. Nó bắn dữ quá. Miếng nước vô rồi. Này dữ quá. X4 hay 8 gì rồi? Ủa hàng đâu vậy? Mẹ rồi. Má nè, có thằng bên kế bên nhà tao. Trước nhà trước ngặt tụi bay luôn á. Mẹ kiếp nó, có móc vô đó. Móc vô đây cứu tao bay, móc vô đây cứu tao. Nè. Đây. Nhanh. Running now man. Anh ấy chạy tốc độ bằng hờ, anh ấy nhéo cái chỗ. Cứu kia xuống đây. Anh ấy chạy tốc độ bằng hờ, cứu anh Di. Em, anh ấy ơi. Anh ấy người với sự. Ồ thấy nè. Tí là chính làng đang cứu anh Di.
không biết liệu team này có thể sống sót hay tấm một không đây. Man, shut the fuck up. Hey man. Man, talk too much, man. À, kế bên tụi mình có. Kìa, hay nè, hay nè. Họ thấy ngay chiếc xe. Yeah, I see him. Dễ, dễ, dễ. Ôi, 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 ôi. Nó dư, nó dư, nó dư, nó dư, nó dư. Nó dư. Nó dư. Anh đánh đi. Đợi, đợi, đợi. Này. Một cái ngay đầu. Kìa, kìa. Thằng nhà kế bên mình chết chưa? Chưa, chưa. Ở dưới xe có, nhưng mà bắn nó bởi đầu rồi. Đây, bắn đầu hả? Đó, rồi bắt trên đầu nhà kế bên, trên đầu nhà kế bên. Trên đầu nhà kế bên á. Gì làm gì vậy? Láo hả mày? Uống láo với tàu hả? Lút cái đầu ra hả mày? Anh cuốn gì? Tàu rồi đó. Anh cuốn gì hả? Cái đèn liền đâu. Quá thử nó đi thật, qua cái thằng nhà kế bên đi thật. Giết này. Đúng lên hả? Dạ. Gì chết nước kìa. Ơi, ơi. À kìa em, kế bên luôn, nóc tàu. Đó, chết nhanh lắm, giờ không chết lần thứ ba mà, nên là có chết nhanh lắm. Chúng nhớ đâu. Cú nhi, cú nhi. Tao lắc rồi, tao bị lắc. Tao đi ấy kìa. Tao đi xe máy rồi kìa. Nè, anh gì? Tại sao vậy hả? Mày mua cái ếch này ra. Tại sao anh chết rồi hả? Cuốn gì ba lần luôn rồi đó. Thì đó. Nhà này như nãy mình lướt qua. Chưa bỏ sao chưa. Buồn này nhiều đồ nè. Còn đấy. Ủa mình đang trong bo mà. Buồn này nhiều đồ đấy. Được, anh thích. Để tao qua chiếc xe tao lướt rồi. Ở hàng trên sân thượng còn không vậy? Hay xuống rồi. Cái bộ nó chạy xuống đây, tao bắn cái đầu, cái mất liều luôn. Đi đi. Ơi 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 ơi. Đâu vậy, đâu vậy, đâu vậy? Ây da, rồi, đâu đó trời. Cứu Thanh ơi. Qua nhanh nha, nó nhanh, qua nhanh. Nên núp sau hùng gác á. Sao hùng gác á? Mình đi nhanh đi. Nó nghe tiếng chân mày nữa. Ồ, nó chọi bơm tao ăn lần thôi. Ui. Ôi, sao không gác kìa bên kia. Rồi sao không thành này. Ôi. Đi ngay mà. Mấy ông để không không để sao gác. Tao nói rồi à. Không, đâu, tao không biết thằng gác để đâu luôn á. Lão thằng gác quá. Ôi xưa ơi. Nhiều trash quá. Nhiều trash quá. Tại mày cứu tao ba lần. Tắt livestream quá. Không bắt được thôi. Má cái wifi của tao má ơi. Nó tụ còn 3 cục. Ông bị reset chưa vậy? Rồi reset rồi. Rồi nó tụ đéo còn cặp gì luôn. Này đi lắc mẹ. Đi livestream OBS lắc. Không phải là do hồn bị lắc mà là nó cũng phá. Cái lồng nó lắc. Cái lồng wifi. Cái lồng nó lắc. Thắng bắt stream mà hả? Chưa mà còn mà. Cái lồng quay thai. Ừ để đi, để họ lên lồng nó lỡ có mấy mỹ vô đụng mấy hay khách tập bắt sân. Thắng bắt stream mà hả? Chưa mà còn. Chụp lại motherfucker. Motherfucker tập không quên. Nè chi, nãy thấy rắc lắc, thằng nó quay không lắc rồi tại sao tao bị lắc? Thì ra là cái quay phải gì đâu. I don't know. Ủa nào vô team comment gì đây này? Ủa cái stream của tao bị team hàng nào team vô team rồi comment tầm lên này. Ông Hiếu vô comment. Ai? Stream của mình hả? Hiếu.
Không, stream kia, stream của tao rồi. Nó đã bị lắc má rồi. Nó vừa phải là tụ còn không còn bạch đề. Bị cái mọt cắn wifi rồi. Thầy ăn rồi. Vậy là nếu hiện nay không kết thì là bà nàng trong tại Việt Nam. Mình ta coi. Lên rồi máu mũ gì không? Lại xuyên quên gì nó giáp rồi. Mà đang có máu mũ gì không? Không, cái đó lúc đó mạng ta bị lắc. Hay là xuyên ta bị lắc, mà đâu. Lúc đó mạng ta bị lắc. Máy ta bình thường. Đi qua anh đi bao. Ken đi vô. Từ đổi cái quần cái. Vô, rồi chạy hát nè, hát lắc rồi nè. Ngoài đi. Nãy tôi bị lắc đụng, nó bắt đéo được chả. Rồi, chỉ có người không bị lắc nữa. Rồi, lắc rồi. Đó anh thấy em đâu? Cách ta khoảng 200 mét. Đuổi mấy anh chéo lên em à. Ôi hết đạn rồi. Mày chạy sao để nhanh hơn tao ta? Mày chạy sao để nhanh hơn không? Biết. Mày chạy á, mày chạy cũng được qua lại được chắc á. Biết rồi. Nó chạy kiểu vậy là nhanh hơn tao. Tại ám lại mày lúc mà, ví dụ như lúc mày bị đắm, bị cường đó. Chạy kiểu đó, tao dám lại mày không? Chạy gì? Chạy cái gì? Chạy được chắc á, mày quay đẩy đẩy vô qua lại. Tiếp xác, yeah. Rác. Zack, chạy hình chữ Zack á. Biết rồi bánh. Tại sao container ở xuống nhà đối diện. Nhà đối diện của tôi đi. Không, tôi không cần. Nhưng mà anh có nào không vậy? Mới xuống là mình phải để người, mình để quay chồng cho là. Bắt nhanh là oh, what the... Em F8 à? Em bắn F8 hay em biết em mà đúng không? Yeah. Em bắn cũng hay rồi. Hay hơn. Cứ kìa. Ủa bắn hay mày. Bắn gì cất kìa, kì cầm hả đi. Tao bắn hay hẳn. Em bắn hay hẳn cầm nhiều. Em bắn hay hơn. Solo mày. Solo hộ cái. Ít hàng rồi. Ôi. Còn tặng cho chị bà kia. Đó đâu đạn không à? Này lên không à? Trả gì hết á. Ủa? Ông đang nói thằng Khánh luôn á. Mày nói nhưng mày trả lời luôn á. Dễ dễ. Gì tôi nữa? Mày đi đây nói tao mà. Ủa tao nghe thằng Khánh mà. Gì Khánh đó mà. Tổ tài tụi bay điếc hết rồi thì mẹ đi. Tao nghe rõ ràng là thành. Thành đó là thành. Cho bay xa tao vậy. Tao có đi làm gì có lỗi tụi bay hả? Không phải tụi em xa. Tao làm phải anh xa tụi em thôi. Ôi xà mi mày. Đúng rồi, tụi ba cứ em mà. Ôi chạp mi mày. Chạm á, nghe chạm nói chuyện không? Dạ. Mình hỏi anh em.
anh em trong nhà chơi rượu, anh em trong lớp chơi không mà má ngồi móc đủ má thằng này lưỡi câu thằng kia mỏi neo. Tại sao? Móc nhau á. Thì một thằng nào cái vàng. Ủa thằng cái vàng là sao? Ủa thằng cái vàng là hiểu qua thằng. Ừ. Ủa mà biết điên hả? Đường về nhà, kiểu vậy. Tao thả nó ra mày biển là tao không biết đường về nhà. Cho nên gọi là thằng cái vàng. Chứ cá thả ra biển mày về đường về nhà đâu. Thằng mày đi đâu vậy? Lấy xe của anh gì kìa? Cái gì? Cái hề demo. Ủa cầm lên đâu ông lướt, ông lướt hết trơn vậy? Mấy nhà trên nước cạn mà sao sinh sáu lên được, cái đường nhà được. Quá đầu phát, tôi đụng phá, tôi thấy nào nhảy nhảy tôi giật mình. Đồng thành. Nó mà nhảy viên thỏ vậy, mà chết. Thỏ cỏ. Chú thỏ, anh đỏ, uống nước như vậy. Nếu nó cặp chân ngủ. Tôi làm sao đưa anh container này. Làm sao để lên container này? Bánh đế dài luôn à. Ui sao vậy chứ? Bánh đờ mò đờ em heo. Ủa em dân có lỡ. Có lỡ gì hết á. Cái thằng nghiệp. Yeah. Thôi cái ạc kia cái lần này. Đó em đi đây nè. À tao biết chỗ tránh không? Mày hiệu quả nhất đây. À cho em giải mấy video không? Em được anh đã đớp được không? Thôi chết tôi anh đớp đi. Này thì này thì hiệu quả cưng chào cưng vô container này cưng hiệu quả luôn đúng hiệu quả lắm lắm sao ta có chỗ nước bơm hiệu quả là thắng đi đâu đi đâu cho em đi em đưa xe đi xe hả? Đủ tao. Container nè. Đâu, cái bị không được. Ma đi đâu? Nó nằm đẹp mẹ nó. Leo lên trên. Ma đâu dưới. Sao vậy kia được? Đây, bên đây cái thằng lồn. Biết rồi mà sao vậy mà nó được. Làm nó cho anh. Ma, thằng thắng nó nhảy ra đâu. Nó lọc mẹ cái đi mày ơi. Được á, nó trong nó liêu nè. Đưa thanh xe tươi giúp chịu anh. Nhưng mà tôi cần cái MV. MV đâu? Tôi chơi rất nhiều khách. Ôi da! MV đi đâu? Tôi cần MV đi. Đây nè. Đó cho tôi đi. Không. Tôi đưa một anh đếp nè. Rồi. Please. Cho đó. Tôi đưa anh đếp đi. Đâu? Đưa anh đếp đây. Anh cho mày cây tiếp tục nữa hả? Để mày chạy mẹ mày đấy. Đây đây đây. Cho đưa đây. Cái gì, tiếp tục đi. Tiếp tục 5 viên. Cái này là khắp. Có đạn luôn nữa. Nhanh lại, phát. Đâu? Có gì vậy? Cái gì vậy? Ông anh đem mất ra đến chắc. Tụi bay kiếm tao đâu cơm ra. Rồi. Phải mới đi nè. Trời, thằng này. Thằng gì? Tôi cho ông mà, tôi nhường ông mà mày đi hả? Sao ông đi không? Ông đi kêu qua đây. Một lồn nó bắn bể xe. Đưa áp lưu đây. Thằng hùng thắng á. Rồi không mất cái xe, mất cái xe. Rồi không cho đạn luôn Khánh. Chi miếng đạn ơi. Đây. Gì vậy? Ai bắn vậy? Ôi chị nói nó bắn vốn, chị nói nó bắn vốn. Quỷ sư. Ây da, ây da, nó bắn tao, ây da, ây da, ây da. Nghĩ xong quá chặt, ây da, ây da, nghĩ xong quá chặt. Ta lại, lại yếu á. Ây da. Bắn quá trời luôn kìa. Không, cảnh tỉnh nè, ok. Tao không có lên đó đâu. Trên đây lướt chưa rồi. Dạ, những sâu phải cắt. Ghê cháy. Nó mất đi gặp, nó mất đi mất rồi. Kiên đế.
đâu mà nghe bóng bạc ấy ạ. Đau thần. Cảnh là ăn thầm mua rồi, thầm mua rồi. Đúng rồi, đứng nhắm đi, đứng nhắm đi, đứng nhắm đi. Quý. Chắc tao tin à. Lai gần, lai gần nha anh em, quay chừng cái nước đó. Đứng dẫn thế nào. Má dài dài chị đuổi. Má cái cầu bảy đá. Giống mình kiếm mình lên nha. Kiếm mình đâu có ra. Google kiếm mình đâu có ra. Tao đéo thấy thằng nào ra. Mày không chơi bao mẹ. Chơi không chơi bao mẹ. Nếu không bao mẹ thấy thằng bao người á. Gắn chó. Đây là chó thằng. Chó ông đi nhanh quá. Bye bye, chuẩn bị đốt nhang trong phòng nha bay. Đúng rồi đây, mình đuổi luôn đó. Cái áp lưu em đẹp anh gì? Sao? Em chưa mấy người. Được. Cắm tay. Hả? Thì là nếu muốn thành cái áp lưu á. Đâu ra tên? Đâu? Đâu? Kệ xe dưới kìa. Cái nào của tôi á, thì chạy tôi luôn á. Chúc mừng đêm mình làm nha. Ok mình đọc có ra. Google kế mình đọc có ra. Nghe nó cười lắm rồi. Không biết mẹ nó rồi. Má thằng đi cậu không chạy hết là chạy hai vậy ba. Ơ quý giá cả giờ mất cái bút luôn á. Tìm hồi giết. Đi xe lửa không đồ quá tao mắng đi cái xe lửa lửa cho đẹp. Rồi lên lên lên. Lên đây nào lên đây nào lên trước đi. Ơi ơi ơi. Dạ. Tao mày tao mày tao mày tao lửa đây tao lửa đây. Có thằng Thành nữa. Gắn tới giờ đưa nó rồi. Uống thuốc đi mày. Sao lưng cứ đưa nhỉ? Tích xe, tích xe, tích xe. Kìa kìa, thiệt luôn á. Kìa. Mày. Chúng rồi, chúng rồi. Thằng bố rồi. Ôi da. Vậy, ở đâu vậy? Trên núi. Trên núi, trên núi, trên núi. Mày hết co. Ngay đầu một hit một. Còn á, còn á, còn á. Ta bắn chúng gì luôn rồi đó. Còn. Bị điên hay gì á? Cái này đi mình là đi xa. Cái này bị điên không ơi. Lại nào đây bóp không? Tao nào đây bóp nè. Ai? Đưa sao lấy? Má nó bảo hỏi tổ trả lời. Nào đây đạn thanh không? Cứ đạn nha. Cứ đạn nha. Hả? Đạn phá đây nè. Đạn phá đây nè anh em ơi. Đây. Đạn phá đây nè. Đạn thả đạn ra, có đạn súng nắm không anh?
phút nữa mẹ ta. Anh gì? Nói chuyện vô duyên. À, có xin ngắm không? Nói chuyện vô duyên cặt. Đàn ông trai chuyện vô duyên. Lộn với dân BD đó mày. Cái này giống anh cái này cá. Ừ, sao anh đó? Cái đâu vậy? Đâu mà thành cái gì vậy? Ôi ôi ôi, bắn cà, bắn cà. Bên nhau, ui nhá. Rồi, đi bắn thiệt cà, đi bắn thiệt cà. Ủa thấy gì chưa anh em? Đang cái tin đi ngồi tụi cái này đừng á. Ủa gì vậy? Gì gì mới xảy ra vậy? Ủa gì mới xảy ra vậy? Anh trên mình đẹp cho anh xin nói luôn á. Ok, trời. Anh chị ấy có đưa anh với Sprite. Ôi ôi, đâu vậy, đâu vậy? Dạ. Trời. Dạ, nó bắn nghe muốn chửi luôn rồi. Ui, siêu mắt à. Dạ, vậy? Đều. Không bắn nghe. Tiêu mất. Câu. Mất tiêu. Dạ. Tiêu nè. Ờ, sao quét lại với căn nhà trên núi kìa. Căn nhà trên núi, căn nhà trên núi đi chuyện mình đó. Câu. Tim kìa. Ông nào có cứu kìa. Anh lộn nó đâu ta. Cái cây gì bà nội. Mình có mình. Oh my god, trash team. Này. Ôi. Măng nữa mẹ. Tiếng xe 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 xéo à. Nói đang cây. Ờ nó chạy xe kìa. Hai ngày 8 mà nhìn nó bắn một đống mà đùng 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 mà kìa kìa ngay gốc cây rồi, chạy rồi đang chạy rồi đó thấy không đó nó gì lắm hai thằng này vậy rồi không tao đang ấy tao phải chọn đồ tao đi rồi đi đâu đi gặp bố tao chọn đồ cái gì vậy đi nghỉ hả bố qua bố có đá bánh có đá bánh cho múc tao ờ chúng lên tết đi đâu nó chắc livestream không? Ừ, livestream được qua tại cái máy tao này đi lắm. Lắm qua bên nhà bố tao. Trời ơi, Thành ghê rồi. Thành cấn hết rồi. Dữ ghê. Quỷ nhập thằng rồi. Hay quá nha cô em. Nhanh đi hết dán, anh tắt livestream rồi. Đi vô bò đi. Lại lút đồ tao đi, đồ tao xuống ngon không á? Đồ ngon không á? Trường nhà ba tầng á. Thành giọng hả? Ừ. Thôi tao hồi nãy tao bắn nó gục rồi nó chưa chết. Bờ nó cứu nó đó, hồi máu nó đi. Uống nước vô. Nằm xuống uống nước vô. Ngủ giật rồi, Thành lắc. Thành không còn giáp hay gì, giáp bắn bể rồi. Tao đâu có giáp đâu. Không lấy giáp mình lại vậy luôn hả? Nó cả giờ luôn á. Không hỏi cái niên gọi chỗ tao lấy giáp đi. Không cho. Để, cho hết cả đi đường. Còn 9 thằng đó, 1 càng 8 đó. Cố lên em yêu. Hết tất 1, tất 1 mai 3. Qua xuống rồi, canh supply đi, xong canh supply, canh supply. Thắng, tất 1 mai 3, tại trường đứng thắng. Cái gì? Bố mày bao nhiêu mày nhiều nước rồi nha con. Thì lúc nào mày trả tao em. Tại mấy bữa tao quên em tiền không à. Ừ, được, làm đúng supply nè, nghe vẫn nã cái đầu nè, với dịp khăn nã đầu lên nè. Nã bột bột lên nè. Tôi đưa lấy supply rồi. Đưa lấy supply anh kia. Nè, đi nè, nã đầu bột nè. Đi nè, đi. Chuẩn bị nè, bụp. Đó, giờ. Nó vô đá. Nó sao cây rồi, Khi nào ba? Thấy nó sao cây mà mất đây đâu rồi. Ai vô coi vậy? Nhặt quá. Tối này lắc mẹ ơi.
Khánh đi ngủ gì vậy? Tối nay coi đá banh mê. Tất nhiên. Chuẩn bị Việt Nam du lịch nè. Vô Pakistan nó cho mà. Nó Việt Nam vô địch là khủng bố, mình Pakistan nó kéo qua Việt Nam đó. Ê kêu trong nhà, kêu trong nhà. Chụp trong sẵn rồi, trong sẵn rồi, thấy không? Nghe biết chưa? Ủa, trong tầm sẵn đó, trong tầm sẵn đó. À, chuẩn bị xong thành nè. Chờ biết ngay mà. Biết ngay mà. Chưa, niên cức. Các stream, bye bye.